Ngọc Thơ, Thời báo chấm đê, kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Sau 50 năm, chính quyền Việt Nam vẫn nhạy cảm với biểu tượng của Việt Nam Cộng Hòa. Mới đây, kho bạc và bưu chính Australia phát hành tiền xu có in cờ Việt Nam Cộng Hòa, nhân dịp camera kỷ niệm 50 năm kết thúc tham chiến ở miền Nam Việt Nam năm 1973. Việt Nam đã lên tiếng phản đối, hình ảnh bài trên VOA. VOA Tiếng Việt ngày 4 tháng 5 có bài đề cập sự việc này. Theo đó, cùng ngày, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói chúng tôi lấy làm tiếc và kiên quyết phản đối việc công ty Royal Australia Mint và Bưu Chính Australia đã phát hành các vật phẩm với hình ảnh cờ vàng, cờ của một chế độ đã không còn tồn tại. Phía Việt Nam đã nói đề nghị Australia dừng lưu hành các vật phẩm này, đồng thời không để xảy ra những sự việc tương tự trong tương lai. Việc này hoàn toàn không phù hợp với xu thế phát triển tốt đẹp của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Australia, bà Hằng nói. Công ty Royal Australia Mint, cơ quan đúc tiền của chính phủ Australia do Bộ Ngân khố nước này quản lý và Bưu chính Australia không phản hồi ngay yêu cầu bình luận của VOA về tuyên bố của phía Việt Nam. Theo VOA ngày 6 tháng 4, công ty Royal Australia Mint đã phát hành tiền xu mệnh giá 2 đô la Australia nhận kỷ niệm 50 năm kể từ ngày Australia đưa quân tham chiến trong cuộc chiến tranh Việt Nam vào năm 1973, hỗ trợ đồng minh Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa. Phản ứng đối với phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, cộng đồng người Việt tại Australia đã bày tỏ sự bất bình trước tuyên bố này. VOA dẫn lời ông Lê Công, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do ở thủ đô Canberra, đồng thời là quyền Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do ở Úc Châu, nêu nhận định với VOA hôm 4 tháng 5 rằng đó là lời phản đối vô lý, có tính cách độc đoán và kể cả buộc một quốc gia như Úc Châu phải làm những việc mà Việt Nam muốn làm. Đồng bạc cắt do Royal Australia Mint sản xuất ở camera để kỷ niệm 50 năm từ ngày những chiến binh cuối cùng của quân đội Hoàng gia Úc rời khỏi Việt Nam. Đương nhiên là phải có cờ vàng ba sọc đỏ, vì họ qua đó chiến đấu bên cạnh lá cờ vàng ba sọc đỏ là đồng minh của họ. Nếu không để cờ vàng ba sọc đỏ thì để cờ gì bây giờ? Hình ảnh mặt trước và mặt sau tiền xu do Royal Australia Mint phát hành. VOA cho biết công ty Royal Australia Mint phát hành hai loại đồng xu vàng và bạc đều có in dòng chữ chiến tranh Việt Nam trên bề mặt và hình ảnh chiếc trực thăng. Cả hai loại đồng xu được phát hành dưới dạng tiền để kỷ niệm, nghĩa là chúng không có được lưu hành để giao dịch theo trang news.com.au. Được đúc với số lượng hạn chế, đồng xu vàng được bán lẻ với giá 15 đô la Úc và đồng xu bạc có giá 80 đô la Úc. Tuy nhiên, một chuyên gia về tiền xu nói với đài Seven News cho biết đồng xu bạc có thể bán trên thị trường với giá 1.200 đô la Úc, cũng theo trang news.com.au. VOA nhận xét chiến tranh Việt Nam là một cuộc chiến dài nhất mà Australia từng tham gia trong thế kỷ 20. Với hơn một thập kỷ, với ban đầu chỉ từ một đội huấn luyện quân sự thành một tiểu đoàn và sau đó thành một đội đặc nhiệm. Các lực lượng lục quân, hải quân và không quân của nước này đều tham gia bên cạnh lực lượng của Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng hòa. Quân đội Úc đóng vai trò lớn với cơ sở hoạt động chủ yếu ở tỉnh Phước Tuy của miền Nam Việt Nam. Khoảng 57.000 quân dân Australia đã phục vụ tại Việt Nam, trong đó có khoảng 520 binh sĩ đã hy sinh và nhiều người khác bị thương, trước khi những người lính Australia cuối cùng rút về nước vào tháng 12 năm 1973. VOA cũng cho biết hôm 25 tháng 4 toàn quyền Australia David Hurley phát biểu nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày kết thúc cuộc tham chiến, ca ngợi tinh thần bất khuất và can trường của các binh sĩ nước này đã hy sinh vì đất nước. Ông nói chúng tôi khắc ghi sự hy sinh tập thể của họ và ý nghĩa của sự phục vụ, vụ của họ đối với quốc gia của chúng ta. Chiến tranh Việt Nam đã kết thúc 48 năm kể từ ngày miền Bắc chiếm được miền Nam và 50 năm kể từ ngày quân đội Mỹ và đồng minh rút khỏi miền Nam, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn luôn giữ tâm thế thù địch với bất cứ điều gì liên quan đến quá khứ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin sau 50 năm, chính quyền Việt Nam vẫn nhạy cảm với biểu tượng của Việt Nam Cộng hòa. Mối nguy tiềm ẩn từ trí tuệ nhân tạo. Ngày 2 tháng 5 BBC tiếng Việt có bài cha đỡ đầu của AI cảnh báo về mối đe dọa từ chatbot sau khi nghỉ việc ở Google. Theo đó, ông Geoffrey Hinton, nhà khoa học máy tính được mệnh danh là cha đỡ đầu của trí tuệ nhân tạo, đã nghỉ việc và đưa ra cảnh báo về những mối nguy hiểm ngày càng gia tăng từ những phát triển trong lĩnh vực này. Hình ảnh bài trên BBC BBC cho biết tuyên bố từ chức ở Google trong một lá thư gửi cho New York Times. Ông Hinton, 75 tuổi, cho biết Giờ đây, ông rất hối hận về công việc của mình. Trao đổi với BBC, nhà khoa học cho biết một số nguy cơ của chatbot AI khá đáng sợ. Ngay bây giờ tôi có thể nói, chúng không thông minh hơn chúng ta, nhưng tôi nghĩ sẽ sớm thôi. Nghiên cứu tiên phong của tiến sĩ Hinton về học sâu và mạng lưới neuron đã mở đường cho các hệ thống AI hiện tại như chat GPT nhưng nhà tâm lý học nhận thức khiêm nhà khoa học máy tính người canada gốc anh nói với bbc rằng chatbot có thể sớm vượt qua mức độ thông minh mà bộ não con người nắm giữ ngay bây giờ những gì chúng ta thấy là những thứ mà gpt4 vượt một người về lượng kiến thức chung và lấn át hẳn họ về chặng đường dài về mặt lý luận nó không tốt bằng nhưng nó đã thực hiện được những suy luận đơn giản và với tốc độ tiến bộ chúng tôi dự trù mọi thứ sẽ cải thiện khá nhanh. Vì vậy chúng ta cần phải lo lắng về điều đó. Trong một bài báo trên New York Times, tiến sĩ Hinton đã đề cập đến những kẻ xấu, những người mà sẽ cố gắng sử dụng AI cho những điều xấu. Khi được BBC yêu cầu phân giải thêm về điều này, ông đáp, đây chỉ là một tình huống xấu nhất, một tình huống ác mộng. Quý vị có thể tưởng tượng ví dụ như một số kẻ xấu như Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định trao cho chatbot, robot khả năng tạo ra những mục tiêu con của chúng. Nhà khoa học cảnh báo rằng điều này cuối cùng có thể tạo ra các mục tiêu con như tôi cần có thêm quyền lực, hình ảnh giao diện của chat GPT. Ông nói thêm, tôi đã đi đến kết luận rằng loại trí thông minh mà chúng ta đang phát triển rất khác với loại trí thông minh mà chúng ta có. Chúng ta là những hệ thống sinh học, còn đây là những hệ thống kỹ thuật số. Và sự khác biệt lớn là đối với hệ thống kỹ thuật số, quý vị có nhiều bản sao của cùng một bộ trọng lượng, cùng một mô hình thế giới và tất cả những bản sao này có thể học mọi thứ một cách riêng biệt nhưng chia sẻ kiến thức với nhau tức thì. Vì vậy, giống như bạn có 10.000 người và bất cứ khi nào một người học được điều gì đó, mọi người sẽ tự động hiểu điều đó. Và đó là cách những chatbot này có thể hiểu biết vượt xa hơn bất kỳ con người nào. Tiến sĩ Hinton cũng cho biết có một số lý do khác để nghỉ việc. Một là tôi đã 75 tuổi, vì vậy tôi đã đến lúc nghỉ hưu. Điều nữa là tôi thực sự muốn nói một điều tốt đẹp về Google, mà nó sẽ đáng tin hơn nếu tôi không còn làm việc ở Google. Ông nhấn mạnh rằng ông không muốn chỉ trích Google và gã khổng lồ công nghệ đã rất có trách nhiệm. Trong một tuyên bố, Nhà khoa học lãnh đạo của Google, Jeff Dean, cho biết chúng tôi vẫn cam kết thực hiện một cách tiếp cận có trách nhiệm đối với AI. Chúng tôi không ngừng học hỏi để hiểu những rủi ro mới nổi cộm, đồng thời cũng mạnh dạn đổi mới. Trước đây vào năm 2020, BBC từng đăng bài cảnh cáo trí tuệ nhân tạo sẽ biến cả loài người thành nô lệ của độc tài. Theo đó, Nick Bostrom, giám đốc viện FHI thuộc Đại học Oxford, đã đưa ra giả thuyết về một chính phủ toàn cầu với một cơ quan ra quyết định duy nhất ở cấp cao nhất có thể trở thành hiện thực nếu cơ quan đó có được sự dẫn đầu mang tính quyết định nhờ vào đột phá công nghệ trong trí tuệ nhân tạo hoặc công nghệ nano phân tử sau khi lên nắm quyền nó sẽ kiểm soát những tiến bộ công nghệ nhằm ngăn chặn những thách thức từ bên trong chẳng hạn như giám sát hay vũ khí tự động và với sự độc chiếm quyền hành này nó sẽ ổn định vĩnh viễn nếu cơ quan đơn nhất mang tính toàn trị cuộc sống sẽ thật ảm đạm quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của ngọc thơ thời báo d với bản tin mối nguy tiềm ẩn từ trí tuệ nhân tạo quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo d